Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giảm tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Forerunner nhé, dòng xe bán tải. Cái phiên bản anh em đang theo dõi là cái phiên bản Forerunner Y-Check. Mà trong cái video ngày hôm nay, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại được tăng cường giảm giá để cho những anh em nào mà đang quan tâm, tìm hiểu cũng như là muốn sở hữu cái dòng xe Forerunner này sẽ có thể nắm được. Hiện tại Forerunner này được bán ra thị trường với 6 phiên bản, bao gồm có 4 phiên bản lắp ráp tại Việt Nam và có 2 phiên bản được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Nó bao gồm phiên bản Runner XNS 1 cầu, XNS 2 cầu, phiên bản Sport, phiên bản Y-Check, phiên bản Stormcheck và phiên bản Raptor anh em nhé. Anh em là có thể nhìn lên màn hình giúp em ạ. Ở trong cùng phân khúc này thì Forerunner đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ. Ví dụ như cạnh tranh với chiếc xe Mitsubishi Triton, cạnh tranh với chiếc xe Nissan Navara hay với chiếc xe Toyota Hilux, đúng không ạ? Hiện tại thì bên em đang rất nhiều xe cũng như là sẵn xe để có thể giao ngay. Mức ưu đãi thì còn cực kỳ tốt khi mà ở cái thời điểm này nó đang là tháng ngâu và bên em cũng đang có những cái chính sách bán chạy ngâu, bán xả ngâu luôn ở cái thời điểm đầu tháng để cho anh em dễ dàng mua xe và chốt xe ở thời điểm này anh em nhé. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em ạ. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Forerunner XNS 4x2 AT phiên bản 1 cầu. Bản này thì đang có mức giá là 707 triệu. Với cái chính sách giá bán ở thời điểm này thì bên em đang hỗ trợ cực kỳ tốt về giảm tiền mặt anh em ạ. Vẫn tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, camera hành trình. Sau khi áp dụng quyền linh động về giảm tiền mặt và tặng phụ kiện thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé. Anh em cần chuẩn bị cho em là 721 triệu, trả góp thì đang là 154 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 712 triệu, trả góp thì đang là 145 triệu. Đó. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cơ bản để anh em có thể tự đi đăng ký. Ví dụ bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói. Hiện tại thì bên em đang rất nhiều xe, sẵn xe để giao ngay. Và cái mức ưu đãi này thì vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em nhé. Nếu anh em cảm thấy phù hợp thì gọi ngay cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em ạ. Và tiếp theo em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Forerunner XNS 4x4AT phiên bản 2 cầu. Bản này thì đang có mức giá là 776 triệu. Với cái chính sách giá bán ở thời điểm này đang bị cam kết giá của các đại lý nên là em sẽ hỗ trợ trực tiếp cho những anh em thực sự quan tâm gọi điện cho em nhé. Vì là khi mà em chia sẻ public trên đây thì em đang bán với cái mức ưu đãi dưới chính sách cho phép nên là em sẽ không thể public được. Đó, anh em thực sự quan tâm thì hoàn toàn có thể gọi điện cho em để em báo cái giá giảm nó sẽ cụ thể hơn, đúng không ạ? Sau khi giảm tiền mặt và tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm sàn da và camera hành trình thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 785 triệu, trả góp thì đang là 167 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 776 triệu, trả góp thì đang là 157 triệu. Đó, cái mức ưu đãi như thế này nó đang rất là tốt nhé. Nếu mà tính đến cái thời điểm này thì bên em cái giá giảm ấy thì bên em đang hỗ trợ gần 100% lệ phí trước bạ cho anh em rồi. Nếu anh em cảm thấy phù hợp thì anh em hoàn toàn có thể gọi điện cho em để em gửi cái giá giảm và cái bảng tính lăn bánh chi tiết thì lúc đó anh em sẽ hình dung cái con số cần chuẩn bị. Còn anh em nào mà muốn lấy cái thông số kỹ thuật, cái option của trang bị của xe thì anh em vui lòng gọi điện cho em nhé. Để em gửi cái catalog, anh em có thể là biết được cái trang bị option. Vì là trong video mà em sẽ chia sẻ quá nhiều về option nó sẽ rất là dài, đúng không ạ? Tiếp theo thì em xin chia sẻ với em cái phiên bản Forerunner Y-Check nhé. Còn cái bản Sport thì em xin phép là bỏ qua vì là cái bản này rất là ít xe. Em chia sẻ luôn tới cái bản Forerunner Y-Check. Bản này thì đang có mức giá là 979 triệu. Hiện tại chính sách giá bán của bên em cũng đang hỗ trợ cực kỳ tốt anh em ạ. Gần 100% lệ phí trước bạ trừ trực tiếp vào giá xe. Và chi tiết cái giá giảm ấy thì anh em nếu mà anh em quan tâm ấy thì có thể là gọi điện cho em. Còn đâu anh em cảm thấy mà úp mở mà không gửi giá thì vui lòng có thể bỏ qua luôn video cho em. Tại vì là nếu mà em public cái giá giảm đây nó sẽ bị vi phạm chính sách về marketing anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng
thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 988 triệu, trả góp thì đang là 211 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 976 triệu, trả góp thì đang là 199 triệu. Đối với những anh em mua qua trả góp nhé, em đang tạm tính với cái mức vay lên đến 85%, nhưng thời điểm này anh em hoàn toàn có thể là vay với cái mức nhiều hơn, con số nhiều hơn và chuẩn bị cái mức tài chính ít hơn là có thể vẫn có thể mang được cái chiếc xe này về rồi anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản Forager Stormcheck. Bản này là cái bản nhập khẩu nguyên chất từ Thái Lan anh em ạ. Hiện tại chính sách giá bán cũng đang rất là tốt. Giá xe thì đang là 1 tỷ 039 triệu. Với cái mức ưu đãi ở thời điểm này, bên em cũng đang hỗ trợ giảm sâu về tiền mặt nhé. Vẫn tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản thôi, như là dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, camera hành trình anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại về trừ tiền mặt về tặng phụ kiện thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 077 triệu, trả góp thì đang là 229 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 064 triệu, trả góp thì đang là 217 triệu. Với cái phiên bản này thì bên em cũng đang sẵn xe để có thể giao ngay. Và cái mức ưu đãi thì như em đã chia sẻ, nó là cái mức ưu đãi tốt nhất rồi, cạnh tranh nhất rồi. Nếu anh em cảm thấy phù hợp thì hoàn toàn có thể gọi điện cho em để em gửi bản tính lăn bánh thôi. Vì thời điểm này là em đã public cái giá xe là bị vi phạm, và em sẽ chia sẻ với cái tổng lăn bánh tốt nhất cũng như là cạnh tranh nhất để cho anh em dễ cân đối quyết đoán vào cọc anh em nhé. Cái tổng lăn bánh này thì vẫn đã bao gồm các chi phí cơ bản thôi, chưa có cái phí dịch vụ đăng ký trọn gói đâu anh em ạ. Và cuối cùng em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Forager Raptor. Bản này là bản cao cấp nhất của dòng xe bán tải ở tại thị trường Việt Nam. Hiện tại thì cái bản này đang có mức giá là 1 tỷ 299 triệu. Nếu anh em mà lấy cái màu xanh xám thì có thể là phải cộng thêm giúp em 7 triệu anh em nhé. Đó, với cái phiên bản này thì bên em cũng đang hỗ trợ giảm rất là sâu về tiền mặt nhé, giảm trực tiếp tiền mặt tương đương gần 100% lệ phí trước bạ cho anh em. Thời điểm này thì nó cũng bị co giá hơn so với thời điểm trước một chút rồi, nhưng vẫn cái mức ưu đãi vẫn tốt anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 326 triệu, trả góp thì đang là 281 triệu. Lăn bánh ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 310 triệu, trả góp thì đang là 265 triệu. Đó, vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em tất cả các phiên bản của dòng xe Forager, rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi ngay cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.